thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Châm ngôn chương 6. Hỡi con ta, nếu con bảo lãnh cho người lân cận mình, nếu con đưa tay cam kết với người xa lạ, thì con bị trói buộc vì lời miệng mình đã hứa và vướng mắc vì lời miệng con đã nói ra. Vậy hỡi con ta, vì con đã rơi vào tay người lân cận, hãy làm điều này để tự giải cứu mình. Hãy đi, hạ mình và nài nỉ người lân cận con. Đừng cho hai mắt con ngủ hoặc mí mắt con chợp lại. Hãy tự giải cứu mình như linh dương thoát khỏi tay thợ săn, như chim thoát khỏi tay người đánh bẫy. Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn. Dù không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và gom thực phẩm trong mùa gặt. Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ? Chừng nào ngươi mới thức giấc? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, thì sự nghèo khổ sẽ đến với ngươi như kẻ trộm cắp, cảnh túng thiếu sẽ tấn công ngươi như kẻ cướp có vũ trang. Kẻ vô lại, kẻ độc ác là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời dối trá. Hắn nháy mắt, kèo chân và dùng ngón tay ra hiệu. Lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác, lúc nào cũng gieo điều tranh cãi. Vì thế, tai họa thình lình ập đến trên hắn. Trong phút chốc, hắn bị suy sụp, không phường cứu chữa. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời răn bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con. Hãy luôn ghi tạc nó vào lòng con và đeo nó nơi cổ con. Khi con bước đi, nó sẽ hướng dẫn con. Lúc con ngủ, nó sẽ gìn giữ con. Và khi con thức dậy, nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Để giữ con khỏi người đàn bà gian ác và khỏi lời đường mật của dâm phụ. Lòng con chớ thèm muốn nhan sắc nó, đừng để ánh mắt nó chinh phục con. Vì người ta có thể thuê gái mại dâm bằng giá một ổ bánh, còn người đàn bà ngoại tình làm mất cả linh hồn quý giá. Có ai để lửa trong người mà áo quần không bốc cháy? Có ai bước trên than lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng chăng? Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy. Bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt. Chẳng ai coi khinh kẻ trộm khi nó ăn cắp để thỏa mãn cơn đói. Dù vậy, nếu bị bắt gặp, nó phải bồi thường gấp 7 lần và nộp hết tài sản trong nhà mình. Nhưng người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí. Ai làm như vậy tự hủy diệt linh hồn mình. Người ấy sẽ bị thương tích và mang ô nhục, sự sỉ nhục ấy không bao giờ xóa được. Vì người chồng sẽ ghen tuông giận dữ, lúc báo thù chẳng chút xót thương. Anh ta không chấp nhận bất cứ giá đền bù nào, dù con có đút lót bao nhiêu, cũng một mực chối từ. Nếu bạn đang thấy mọi thứ rối ren và tìm kiếm một lời khuyên cho cuộc sống, thì Châm ngôn chương 6 là lựa chọn thật tuyệt vời cho bạn. Châm ngôn chương 6 là tổng hợp của rất nhiều lời hướng dẫn, khuyên dạy về các mối liên hệ và cuộc sống. Đầu tiên, người cha dạy con mình rằng con phải luôn cẩn trọng về những mối liên hệ với người lân cận. Đừng vay nợ của người lân cận, và nếu như con đã mượn nợ của họ, con hãy làm bằng mọi cách để trả lại. Đừng để nợ trói buộc con. Rồi người cha lại nói tiếp, con hãy quan sát thế giới và học hỏi từ thế giới. Điều người cha muốn con mình học ở đây là sự siêng năng. Hãy nhìn loài kiến và thấy rằng chúng thật khôn ngoan
khi biết lo lắng và tích trữ cho đời sống của chúng. Vì vậy con chớ có làm biếng, nhưng hãy siêng năng, vì làm biếng là con đang phí phạm cuộc đời của mình. Kế đến, ông lại khuyên con: hãy cẩn trọng với những mối liên hệ bạn bè của con. Hãy tránh xa những kẻ vô lại, những kẻ dối trá, vì họ chỉ lo đi gây chuyện, buông lời dối trá, lòng đầy những gian tà và lưỡi đầy những điều kiêu ngạo để gây ra những tranh cãi. Số phận của những kẻ ấy sẽ chẳng có tốt đẹp gì. Khi nói về những kẻ vô lại, những kẻ gian ác, thì người cha nhắc nhở con rằng đó chính là những kẻ mà Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc, ghê tởm, nên con hãy tránh xa và đừng làm bạn với chúng. Đến đây, người cha lại tiếp tục nhắc nhở con mình về việc phải tuân giữ những lời răn dạy của cha và đừng bỏ quên nó, vì những lời răn dạy ấy sẽ đi cùng con, hướng dẫn và giữ gìn con. Ông cũng nói với con mình về tính nghiêm trọng của những cám dỗ, và đặc biệt đó là sự cám dỗ của người đàn bà gian ác. Người dâm phụ sẽ dụ dỗ con bằng những lời đường mật, và lòng con chớ có bị ham muốn mà để nó quyến dụ con. Hậu quả của những điều ấy thì thật là tệ hại, vì không chi có thể bôi xóa được, chỉ chuốc cho mình sự ô nhục. Thật là những lời khuyên hay về mối liên hệ. Người cha đang muốn nói với con rằng bạn bè của con sẽ làm hư cuộc đời của con nếu như con chơi với bạn xấu. Nhưng ông cũng nói chính con cũng có thể phí phạm cuộc đời của mình nếu con lựa chọn lười biếng. Thật là thú vị, vì nếu như xem lười biếng là một tội lỗi, thì đây là tội lỗi được nói nhiều nhất ở trong cả sách Châm ngôn. Đôi khi chúng ta nghĩ lười biếng là một cảm giác, hay đó chỉ là một phần của cuộc sống khi chúng ta quá mệt mỏi. Nhưng khi Châm ngôn nói về sự lười biếng, thì tác giả lại nhìn về nó như một tội lỗi rất nghiêm trọng, vì lười biếng là tự vứt bỏ cuộc đời của mình. Lười biếng là phí phạm thời gian mà Chúa cho bạn, vì chúng ta không thể tìm lại hay lấy lại được cơ hội đã qua đi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống cho ngày hôm nay. Bạn không thể lấy lại thời gian của ngày hôm qua, vì ngày hôm qua đã qua rồi. Và bạn cũng không thể sống cho ngày mai, vì bạn không biết tương lai ngày mai của mình sẽ ra sao. Nên điều mà bạn có thể làm đó là hãy sống ngày hôm nay cho thật giá trị. Tôi đã từng được chứng kiến cuộc đời của nhiều bạn sinh viên đã bỏ qua những năm tháng của mình một cách vô nghĩa, để rồi chờ đến khi nhìn lại, các bạn ấy mới nói: ước gì tôi có thể quay lại vào những ngày đầu tiên của thời sinh viên. Tôi sẽ không làm như thế này, sẽ làm như thế kia. Thật, đã quá muộn để chúng ta nói ước gì tôi có thể quay lại. Điều bạn có thể làm đó là ngay ngày hôm nay, hãy tận dụng mọi cơ hội thì giờ Chúa ban cho bạn để sống một cách có giá trị. Như tác giả Châm ngôn nói, hãy quan sát thế giới. Ngay cả con kiến là loài vật nhỏ bé nhất, chúng ta cũng nên học hỏi ở nơi chúng sự khôn ngoan thật. Hãy học cách khôn ngoan trong việc sử dụng thời gian của bạn và mọi thứ Chúa ban cho bạn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành mà Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài bày tỏ cho chúng con biết đường lối của Ngài. Xin giúp cho chúng con luôn nhận thức thời gian Chúa ban cho chúng con là có giới hạn. Xin giúp cho chúng con biết tận dụng cuộc đời của mình để sống có ý nghĩa và đẹp lòng Chúa mỗi phút giây đời con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.